Sài Gòn, Hà Nội, quê hương ơi sao vẫn còn xa. Quê Sài Gòn, Hà Nội, bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ. Việt Nam ơi, còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau. Thế chiều chân em, chiều chân anh, với ba miền vùng lên cách mạng. Đã đến lúc nỗi tâm lòng chung, người thanh niên đi bằng những bước tiền phong từ Trung Nam Bắc chờ mong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.